Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 15 tháng Giêng 2022 đã bắt đầu bước qua năm mới, cái năm mà đánh dấu 47 năm Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, không bao nhiêu ngày nữa thì sẽ đến cái xuân Nhâm Dần. Theo cái văn hóa truyền thống của phương Đông, đặc biệt của người Việt chúng ta, thì đây là cái dịp mà mọi người giàu ở đâu cũng đi về với gia đình. Và những người ở trong một gia đình sẽ sum họp với nhau. Tuy nhiên thưa quý vị, dưới một thể chế độc đảng độc tài, chúng ta đã biết hiện nay 200 mấy chục người đang phải ở tù, đang phải thọ án, và từ hải ngoại nhìn về quê hương được hưởng đầy đủ sự tự do. Chúng tôi không quên được những gia đình mà Tết này những người cha, những người chồng, những người con đã không có mặt ở gia đình. Thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghi Lữ và cháu Lâm Ngân Mai. Cháu là một người cũng từ trong nước mới bước chân đến Hoa Kỳ. Và cháu nói một cái câu mà Nghi Lữ rất là thích, đó là cháu đã từ địa ngục bước qua một cái thế giới loài người. Mời quý vị nghe cuộc nói chuyện cuối năm của năm trước và chuẩn bị đón năm Nhâm Dần giữa Nghi Lữ và cháu Lâm Ngân Mai như sau. Trước hết chú Nghi Lữ chào con. Con có thể cho biết được rằng con đã đến Hoa Kỳ định cư luôn và đã đến được bao lâu rồi? Con có những cái cảm nghĩ gì khi thay đổi môi trường từ đất nước độc đảng độc tài bước qua cái thế giới loài người như con nói? Mời nghe. Trước tiên thì Mai kính chào tất cả quý vị khán giả xem đài và chào chú Nghi Lữ. Rất cảm ơn chú đã mời Mai đến với cái chương trình của chú. Thì thưa quý vị, thì Mai đã đến Mỹ được 29 ngày rồi. Từ ngày 17 tây tháng 12 là Mai rời Việt Nam đến Mỹ. Mai đang sống ở tiểu bang Colorado Denver. Thì thật sự cái cảm xúc nó rất là khó tả. Đến bây giờ mà Mai vẫn cảm thấy giống như là một giấc mơ, mình vẫn chưa tỉnh. Cảm thấy mình vẫn còn đang trong mơ và không dám tin là mình đã đứng ở một cái đất nước mà mình có thể đường đường chính chính làm con người. Không phải là một thiên đàng hay là một cái nơi mà mình thần tượng hóa, nhưng mà đây là một cái nơi là con người sống, chứ không phải là cái nơi mà Mai vừa rời đi. Dĩ nhiên Mai nói như vậy thì có cái nghĩa bóng của nó, chứ không phải là Mai nói theo cái nghĩa đen. Mọi người biết là Việt Nam là một đất nước rất là đẹp, một đất nước hình chữ S rất là đẹp. Con người Việt Nam thân thiện và người Việt Nam rất là thông minh. Cái điều đó đã chứng minh từ trước năm 1975 khi còn chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thì người Việt Nam chúng ta, đất nước của chúng ta rất là đáng tự hào và rất là giàu đẹp. Con người đi đâu cũng được kính trọng. Còn sau năm 1975, Việt Cộng cướp Sài Gòn, thì sau 46 năm, Mai thì năm nay là được 37 tuổi. Mai đã sống sau cái thời mà Việt Cộng cướp Sài Gòn. Nên những cái gì đẹp đẽ ở trong quá khứ, Mai chỉ biết thông qua ông bà cha mẹ và những người tiền bối, những người lớn tuổi. Nhưng mà thời đại Internet mình có thể tìm hiểu và thấy được rất là nhiều thông qua hình ảnh mọi thứ. Và cái hiện trạng của Việt Nam, nhất là cái hiện trạng mà 2 năm vừa qua bị China virus. Phải nói rằng Việt Nam á, mà so với cái thời mà Việt Cộng nó mới cướp Sài Gòn ấy, còn khủng khiếp hơn là cái thời nó mới cướp Sài Gòn.
Điều đó thì quý anh chị, quý bạn có thể không thấy được nhiều bằng những cái người mà trực tiếp như Mai và những người đang đã và đang sống hiện giờ trong vòng 2 năm qua. Đã có 46 năm là mình sống không có giống con người. Nhưng mà 2 năm qua mình cũng không biết mình là con gì luôn. Thì mình nói cái câu đó không quá đáng chút nào hết. Nó rất là khủng khiếp. Đến nỗi mà khủng khiếp đến mức mà mình nghĩ là khi mà mình bước chân đến Nhật thôi, chưa đến Hoa Kỳ, mà mình nói là nói trong lòng mà tim mình nó đập, mà mình nói là trời, mình sống rồi, sống sót rồi, sống rồi. Và khi mà đến, chỉ cần đến Nhật thôi chứ chưa đến Hoa Kỳ, mình cũng cảm nhận được mình giống con người. Khi tiếp viên hàng không và những người ở trong phi trường họ đối xử với mình, những người khách và những người nhân viên, thì mình thấy mình bắt đầu giống con người. Mình từ địa ngục đến với thế giới loài người. Chỉ mới tới Nhật thôi mình đã cảm nhận được điều đó. Cho đến khi mà mình đến Hoa Kỳ, thì mình đến ngay cái dịp lễ, dịp Giáng sinh, nên chồng mình và dẫn mình đi rất là nhiều nơi, rồi gặp rất nhiều người Mỹ và những anh chị em trong nhà. Thì thật sự mà mình nghĩ là mình thấy là mình là người chân ướt chân ráo đến, tức nghĩa là mình hiện chưa có việc làm, chưa có đủ giấy tờ, chưa có gì cả trong tay. Một người mà chưa có gì cả nhưng mà mình vẫn cảm thấy là mình đã có tất cả. Có tất cả. Chỉ cần được làm người và đến thế giới loài người thì mình cảm thấy mình đã có tất cả này, mặc dù hiện giờ mình chưa có job, mình chưa có gì hết, nhưng mà mình vẫn cảm thấy được cái tất cả đó của mình. Còn ở Việt Nam mình không có cảm thấy được điều đó. Dù mình chưa có đến nỗi mức như một số đồng bào là ra đường ăn xin, rồi thậm chí bệnh tật chết rục trong những cái nơi mà gọi là cách ly tập trung để bị cúm tàu đó, mình chưa đến nỗi như vậy. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy đây là tất cả. Được làm người đó là tất cả đối với một người như mình, một người 37 năm không biết thế giới loài người là gì cho đến khi mà mình bước đến. Vâng, cái điều đó là, thưa quý vị, Lâm Ngân Mai là một cháu trẻ sinh sau năm 1975. Tuyệt, những cái điều mà hiểu biết về cái thế giới Việt Nam Cộng Hòa, cái đời sống của Việt Nam Cộng Hòa chỉ được nghe ông bà hay cha mẹ nói lại. Tuy nhiên, là người trực tiếp sống và chịu sự quản lý đàn áp của Cộng sản Việt Nam thì chắc chắn là Ngân Mai còn so sánh với lại những cái hoàn cảnh khác, các bạn trẻ khác, thí dụ như là Trần Hoàng Phúc, rồi Nguyễn Quốc Đức Vượng, vân vân, những bạn trẻ đó hiện giờ đang ở tù, Nguyễn Viết Dũng, vân vân, thì Mai có thể kể rằng có nhiều người đó họ nói rằng họ qua bên một xứ sở xa lạ như là Hoa Kỳ chẳng hạn, họ buồn lắm, họ chán lắm, họ muốn quay về Việt Nam. Nhưng mà Mai vừa nói những điều đó thì chắc chắn rằng Mai đã không muốn về là cái địa ngục, chỉ muốn sống ở một thế giới loài người. Thì vì lý do nào mà Mai lại mạnh mẽ nói rằng đến, ngay cả mới đến Nhật thôi, đã coi đó là một xứ sở loài người? Vì sao mà Mai có những suy nghĩ đó? Mai đã bị chặn những ước mơ gì khi mà không còn ở trong nước, khi còn ở trong nước? Dạ thưa chú, thì Mai thật sự nói và nói về cái chuyện mà nhớ Việt Nam có ạ, có. Mới có khoảng chừng qua khoảng chừng 10 ngày đầu là có nhớ. Nhưng mà nhớ, nhớ ai? Việt Nam là ai? Là tức nghĩa là nhớ những người bạn hữu, những người mà đã thức tỉnh cùng mình, những người cùng lên tiếng nói, lên án cộng sản cùng mình, họ bị kẹt lại. Đúng. Tức nghĩa là mình nhớ những kỷ niệm, nhớ những bạn bè, nhớ nhà. Nhà ở đây là chính là những người đó. Chứ còn Việt Nam á, cái sự cai trị của cộng sản thì mình có gì đâu để nhớ, mình sợ gần chết luôn à. Mình rời khỏi, mình chỉ tới Nhật thôi á. Nhiều người mơ mộng nói là Mỹ là nhất thế này kia, không có. Đối với Mai chỉ cần đến Nhật thôi, chưa đến Mỹ là Mai đã cảm thấy
là mình đến thế giới loài người, chỉ cần cái nơi nào mà không có cộng sản thì cái nơi đó là thế giới loài người, chứ không phải là mình thần tượng hóa nước Mỹ không. Úc cũng được, Canada cũng được, nước nào cũng được, miễn là không có cộng sản cai trị là mình cảm thấy mình giống con người. Mà một khi mình đã giống con người thì mình sẽ có quyền làm người, mà một khi mình có quyền làm người là mình sẽ có tất cả đó, và mình sẽ có được hạnh phúc. Mình chỉ đau buồn và có cảm giác là cái sự may mắn của mình nó không có được trọn vẹn, vì bạn bè của mình bị kẹt lại, thân nhân của mình bị kẹt lại, vẫn còn bị cai trị bởi cộng sản. Và chắc chắn rằng nếu như Việt Nam vẫn còn cộng sản thì Mai sẽ không về đâu. Có nhiều đứa Mai ghi cái status là nhớ nhà, nó lại nghĩ là Mai đang nhớ Việt Nam, là nhớ cộng sản à? Không, nhà ở đây có nhiều nghĩa lắm. Nhà ở đây là cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình, cái mảnh đất quê cha đất tổ dân tộc của mình phải nhớ chứ. Còn bạn bè của mình, thân nhân của mình, họ chính là tổ quốc. Bạn bè thân nhân của mình và những người Việt cùng tiếng nói của mình, họ chính là tổ quốc. Nhưng mà không có nghĩa bao gồm Việt Cộng, tức nghĩa là những kẻ cai trị đây chỉ có một số ít thôi. Mình nhớ là mình nhớ một cái điều nó rất là to lớn, chứ không phải nhớ cái đám mà tối ngày cứ đàn áp người dân và đàn áp cả chính bản thân Mai. Giống như Mai hồi bé, tuy là Mai học không có đến đâu, nhưng mà nói xin lỗi, nhờ học không có đến đâu nên không có bị nhồi sọ. Tại vì học không có đến đâu, tại vì mình đâu có được may mắn có tiền đóng tiền học, nên mình mới đâu có vô đến đại học của Việt Cộng. Mà bằng của Việt Cộng cấp á, là hầu như bị tẩy não rất là nhiều. Cái giáo dục của nó nếu mà càng học cao á, là bây giờ có lẽ là mình ngồi mình giống như mấy người mà cứ ngồi cứ ca ngợi Hồ Chí Minh, ca ngợi chủ nghĩa cộng sản. Nếu mà mình học tới đó, cũng nhờ là mình không học tới mà mình học trường đời không à. Tức nghĩa mình không có học trường cộng sản mà mình học trường đời. Trường đời ở đây là những chú bác, anh chị em và bạn bè trong cuộc đời mình gặp, họ dạy cho mình rất nhiều, trong đó có cả dạy cả nghề nghiệp, dạy những ước mơ của mình. Ước mơ của mình là một biên kịch và học đạo diễn. Rồi bén duyên nên mình cũng kèm thêm ca hát và đóng phim. Nhưng mà vì mình có cái tư tưởng không có giống những cái con người mà tốt nghiệp trường cộng sản. Cái tư tưởng của mình, nghệ thuật là phải chấp cánh bay. Nghệ thuật không có thể nào kiểm duyệt một cái kịch bản mình viết hay gần chết thì cắt đầu, cắt đuôi, cắt này kia. Nó thành ra một cái đống rác. Rồi phim cũng vậy. Mình rất thích làm phim lịch sử nhưng mà không hiểu sao cái phim lịch sử nào nó cũng không chịu hết. Rồi những cái phim, có một số phim mình đóng về thời Việt Nam Cộng Hòa, phim đó đầu tư với ông thầy mình cũng gần 10 tỷ và nó cấm luôn, nó không chiếu. Chỉ vì mình bất đồng chính kiến với nó thôi. Rồi những cái phim mà có mình là nó dẹp hết, nó dập hết. Tất cả báo chí mà mình muốn viết bài cho mình để lăng xê cái vai diễn của mình thì nó đâu có cho duyệt, tại vì tổng biên tập là người của nó, mà hơn 800 tờ báo cũng là người của Việt Cộng luôn. Mà mình chống nó thì dĩ nhiên cái mơ ước của mình trong cái giới điện ảnh là bị tắt lịm. Không những bị tắt mà thí dụ mình đi ca ở các phòng trà linh tinh hay là mình đóng phim cho dù vai phụ đi chăng nữa cũng được. Thì cái điều đó khiến cho mình cảm thấy rất là căm phẫn. Mình cảm thấy căm phẫn và bất công. Họ càng làm như vậy thì mình càng cảm thấy là cái số phận của mình cũng như những người anh chị em khác nói chung, không coi như mình có tài mà không có đất dụng võ, có ước mơ mà không thể nào mà thể hiện, không thể nào mà chấp cánh được. Để rồi bây giờ từ cái sự phẫn uất đó thì dĩ nhiên mình phải đấu tranh rồi. Mình đấu tranh này không phải là một cái sự vĩ đại cho dân tộc hay gì, mình không có làm nổi cái chuyện đó. Nhưng mà đấu tranh cho ước mơ bản thân của mình và bạn bè gia đình mình thôi á. Mà cũng không nó được. Làm cái kiểu đó, nó làm như bao nhiêu năm qua quý anh chị thấy rồi, quá khủng khiếp. Mà trong khi mình chỉ là một đứa bé gái bình thường thôi, chứ mình cũng không có giỏi giang gì hết mà nó đã làm như vậy rồi. Nên mình không bao giờ muốn về Việt Nam nữa. Vâng, đúng như Mai nói. Chúng ta thấy rằng rất nhiều người ở trong nước, có những người rất có tài, thí dụ Trần Quỳnh Kỹ Thức là một doanh nhân. Có biết tổ chức những cái hệ thống mà liên lạc với internet vân vân, nhưng mà cuối cùng sao, phải đi tù. Ký giả Trương Minh Đức cũng là ký giả có lòng, cũng phải đi tù. Rồi những bạn trẻ giỏi nữa như là Phạm Đoan Trang hoàn toàn có thể định cư Hoa Kỳ khi mà tốt nghiệp đại học bên Hoa Kỳ, nhưng mà quyết tâm trở về nước để mong rằng góp phần đấu tranh Việt Nam có dân chủ nhân quyền, cuối cùng cũng như bị bắt.
Còn ngược lại thì sao? Người Việt ở tại xứ sở Hoa Kỳ này là một sắc dân thiểu số trong một quốc gia đa sắc dân, nhưng không bị phân biệt đối xử, và biết bao nhiêu người Việt bỏ nước ra đi, dầu ở Úc, ở Đức, ở Hoa Kỳ, ở Pháp, vân vân, đều thành đạt. Mà chúng ta đã thấy, mai qua cũng thấy rồi, 2-3 người tướng là người Việt, tướng Hoa Kỳ là người Việt, rồi thì bao nhiêu nghị sĩ, dân biểu là người Việt, họ không có phân biệt. Thì rõ ràng cái thứ loài người mà như Lâm Ngoài nói là chú hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên bây giờ thì Mai đang có mặt ở xứ sở tự do. Mai đã chứng kiến cái tuổi trẻ như Mai, họ được phân chia như thế nào. Có một số bạn trẻ thức thời hiểu được một cái thiên đường mù, họ dấn thân đấu tranh. Nhưng đa số tuổi trẻ sinh ra năm 75 thì hầu như đất hoàng sa mất, trường sa mất thì không ai khóc hết. Mà khi mà những cái thần tượng đại hàng qua thì họ khóc lên hết, thế là thua trận banh thì khóc lên hết. Thì Mai có điều gì để mà nói cho cái thế hệ thứ nhất như chú, thì những thế hệ lớn tuổi nè, hiểu về tuổi trẻ Việt Nam hôm nay sau 75 như thế nào rồi? Đây là vấn đề cái gốc rễ nên mới xảy ra cái chuyện đó. Gốc rễ chính là cái giáo dục. Giống như nãy Mai vừa mới tâm sự với quý vị và chú á, là Mai học không có tới đâu trong trường cộng sản. Có thể nói là vừa bất hạnh nhưng mà cũng vừa may là mình học không tới đâu, nên nó không có tẩy não mình được. Và Mai khuyên rằng những bạn trẻ mà muốn thức tỉnh, thậm chí những phụ huynh đang có ý cho con mình thức tỉnh á, thì nên tự cho con mình học hơn là nhét con mình vô trường cộng sản. Mình chỉ nói một cái ví dụ nhỏ ngày xưa thôi. Giống như mình vô lớp học, ông thầy á, hỏi chút là ông đánh. Bảng xếp hạng rớt cái cả lớp bị nằm trên bàn, ông lấy ra mày ông đánh. Thì trong cái tư duy của mình lúc đó, mình còn nhỏ mình đâu có biết, mình cứ nghĩ là đánh là để nghe lời đúng không. Thế là lúc đó mình thấy bạn mình á, mình muốn nó nghe lời, thế là mình kêu nó chở mình về nhà, mình đè nó ra mình đánh, tại vì nó không chịu nghe. Thế là mình đánh nó xong thì nó chở mình về nhà. Tức nghĩa là mình bị giáo dục bởi cái đúng rồi, ở trong trường cộng sản bạo lực không à, tại vì á, nhiều nhiều trẻ em về nó không dám nói cha mẹ, trong đó có mình. Tôi nghe bị đánh nhưng mà không dám nói, bị đánh mà bị cốc lên đầu còn thôi, bị đánh bằng roi mây không à. Tôi nghĩ là quý vị cho con em quý vị vô trường cộng sản á là giống như cho vô một cái lò, mà lò luyện ra toàn là cái thứ gì đâu không, trong đó có mình. Hồi đó mình cũng chửi thề bạo lực dữ lắm luôn á. Sau đó mình vô đạo rồi mình gặp các tiền bối, bắt đầu mình được coi như là hôm nay gọi là thanh tẩy, mình mới trở thành con người đàng hoàng như ngày hôm nay một chút, chứ không thôi là hồi xưa mình cũng xô bồ là do vô trường cộng sản. Nên bây giờ những đứa bé mà nó khóc, diễn viên hàng rồi này kia là do phụ huynh của nó, cha mẹ của nó đưa nó vô trường cộng sản, thì nó sẽ có cái tư duy như vậy. Còn Mai khi mà Mai đi vô trường đời, tức cái trường phải là của cộng sản á, thì bắt đầu cái tư duy của Mai nó khác. Và khi mà Mai đi du lịch vài nước á, vòng vòng châu Á, mới qua Singapore, Malaysia với Indo thôi mà cái tư duy của Mai nó đã khác rồi. Tức nghĩa là cái trường cộng sản đó nó không có đào tạo để giáo dục đàng hoàng cho con cái quý anh chị đâu, mà nó sẽ đưa ra những đứa mà sau này cái đầu óc nó không có suy nghĩ, không có cái tư duy độc lập, và nó cứ đi theo những cái show diễn mà nó không đi vô cái thực tế. Thực tế là cơm áo gạo tiền, giá thuế rồi này kia, để ảnh hưởng đến cái cuộc sống thì nó lại không quan tâm. Thậm chí lịch sử cha ông, lịch sử và tiếp cận internet thông tin đa chiều thì nó không quan tâm, nó cứ quan tâm cái giới giải trí. Tại vì Việt Cộng là cái người dẫn lối đưa đường vô cái giới giải trí. Hồi đó Mai trong giới giải trí Mai biết mà tức nghĩa là nó cứ đưa truyền thông và tất cả, thậm chí nghệ sĩ ở xứ Việt Cộng là con cờ để mà dắt mũi tất cả các con em của quý anh chị, đưa nó vô cái sa đọa đồi trụy và những cái tin tức nó không ra gì, không có giáo dục. Vâng, kính thưa quý vị, đó là nguyên nhân, đó là cái lý do mà chúng ta thấy rằng không lạ là những cái hình ảnh đó, là ngay cả người chồng chở vợ mình đến với cấp cao để mà được lên chức, hay là hình ảnh gần đây nhất là một bé gái mới 8 tuổi bị đánh đến chết
vân vân. Và chúng ta thấy rằng tràn lan ở trên cái phương tiện truyền thông của những người nghệ sĩ. Tôi đang nói chuyện với Ngân Mai, cũng là một trong những người mà thích là nghệ sĩ truyền hình vân vân, toàn là game show và hài nhảm. Họ muốn cho tuổi trẻ đừng nghĩ gì tới cái hiện tình đất nước hết. Để chấm dứt cuộc nói chuyện, chú mời Mai có những cái lời nhắn gửi với những bạn trẻ trong nước, với cái nhìn của một bạn trẻ đã đến được cái thế giới loài người. Mời Mai. Cảm ơn chú rất nhiều. Thì tất cả những gì Mai chia sẻ trước đó là những cái tấm lòng thật sự của Mai về cái sự thật Việt Nam, và hy vọng tất cả những bạn trẻ mình ngưng lại những cái game show giải trí, và các phụ huynh á phải đưa con em mình tự giáo dục thì nó hay hơn. Ở xứ Việt cộng còn thôi, cho nó du học thì nó sẽ mở mang hơn, hoặc là đi du lịch á thì sẽ mở mang kiến thức hơn, là cứ tối ngày cắm đầu vô đó thì đất nước của mình á, thế hệ sau á, nó mới phát triển, chứ không thôi á, thì càng lúc dân tộc mình nó tàn lụi dần, rồi sau này khi mà tàu cộng nó cai quản Việt cộng, rồi Việt cộng nó cai quản cái dân tộc của mình, thì các bạn biết rồi đó, nó chỉ cần lãnh thổ, nó đâu có cần người dân Việt Nam đâu. Từ từ mình sẽ bị Tây Tạng diệt tộc. Đúng rồi, mình sẽ bị diệt tộc. Nếu cứ cái đà này tiếp diễn thì người Việt Nam của mình sẽ còn là một cái dân tộc thiểu số và vong quốc. Nó cần lãnh thổ, tàu nó đang cần lãnh thổ, và tàu nó đang khống chế tất cả các lãnh đạo Việt cộng. Nên bây giờ người Việt Nam phải tập trung lo những cái cơm áo gạo tiền, kinh tế và chính trị, nhất là nhìn vào những cái thằng lãnh đạo, thậm chí phải hiểu rõ tất cả nguyên nhân mà bây giờ quý vị sắp đối diện với cái đói, cái bất công, đều là do gốc rễ là do mấy cái thằng lãnh đạo. Quý vị phải tìm nó, và quý vị phải có cái đường hướng đối sách với nó, chứ không thôi là dân tộc của mình sẽ diệt vong. Mai không có muốn đầu năm mà nói những cái chuyện nó quá nặng nề như vậy, nhưng mà thông cảm cho Mai, tại vì 4 năm qua Mai nhịn rất là nhiều để Mai được thoát, và nó đã hành hạ Mai rất là nhiều để Mai có thể đứng được ở ở ngày hôm nay. Nó nói thiếu điều Mai còn cái là chưa đội hình hay là cái hình của Hồ Chí Minh lên đầu luôn, tức nghĩa là có những cái mà sau này là quý anh em Mai sẽ tâm sự nhiều với quý anh chị. Và mong là năm mới quý anh chị, quý bạn ở khắp nơi sẽ có những cái khởi sắc trong công việc, gia đình ấm êm, hạnh phúc và an lành, vượt qua những cái khó khăn, vừa qua cúm tàu nó hoành hành. Cảm ơn tất cả quý anh chị và quý vị. Cảm ơn chú Nghe Lự rất là nhiều. Chạy rồi. Đấy, nhà đòn chí hạng ấy. Nhà bây giờ. Ui giời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Buộc cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Rào củ thế. Đấy, được rồi. Rò vào, đứng vào. Chà, củn thì sao? Nhưng ra, bắt đầu chọc đi, xong nó lấy, chảy ra. Đấy, này, cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Gió đánh cái cành nhỏ. Hứng nữa vào, hứng nữa ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết.
cho dao vào lách nữa là ra đấy, nhiều chốc cái ra đấy, giờ bắt đầu nó còn thở mà.